Câu hỏi của Duy Quyên: làm thế nào để phân biệt công đức và phước đức? Làm nhiều phước đức có thành được Phật không? Trong tiếng Pali và Sanskrit đó, thì công đức được gọi là guna, được hiểu là đặc tính hay là tính chất hay là đặc điểm. Và phước đức thì được gọi là punya, bao gồm các việc bố thí, cúng dường, cứu người, giúp đời, tức là làm các việc thiện, việc Phật, việc nhân đạo, việc từ thiện để góp phần làm vơi đi nỗi khổ niềm đau trong xã hội. Khi Phật giáo phát triển mạnh trong giai đoạn của Lục Tổ Huệ Năng tại Trung Hoa, tổ sư thứ sáu của dòng thiền Trung Quốc, thì tác phẩm phân biệt hai khái niệm này khác nhau về ngữ nghĩa và hiệu quả đó, đó là Pháp Bảo Đàn Kinh, mà lẽ ra chỉ gọi là Pháp Bảo Đàn Luận thôi. Nhưng mà người Trung Hoa đó có tinh thần dân tộc cao, cho nên đó, thiền sư Huệ Năng đó đã được tôn vinh như là Đức Phật. Cho nên lời dạy của Ngài Huệ Năng lẽ ra về bản chất thì gọi là luận, thì được đổi lại thành là Kinh Pháp Bảo Đàn. Thì theo tinh thần của Kinh Pháp Bảo Đàn nói riêng và về sau này thiền tông nói chung đó, tất cả các việc nhập thế về phụng sự dưới dạng là một nhân phúc, nhân lộc, nhân tuổi thọ, nhân tài sản, nhân thuận duyên, nhân cứu đời giúp người, thì đều tạo ra quả của phước báo. Tạm gọi chung đó là nhóm phước hữu lậu. Chứ hữu lậu là khái niệm để chỉ cho việc chúng ta sẽ hưởng lấy phước đó ở ngay kiếp hiện tại này, hoặc ở kiếp sau, hoặc những kiếp sau nữa, và còn rơi rớt trong ba cõi sáu đường. Khái niệm công đức được sử dụng để chỉ cho việc tu các phẩm tính cao quý như là đạo đức, trí tuệ, từ bi, thiền định, v.v. mà mục đích hướng đến việc đạt được quả vị giác ngộ tối thiểu từ A-la-hán trở lên. Và rộng hơn nữa đó là bao gồm quả vị Bồ-Tát, quả vị Phật theo Phật giáo Đại Thừa. Thì người nào không bị vướng vào chủ nghĩa thành quả với mục tiêu đó là trải nghiệm phước báo ở kiếp sau, mà chỉ chuyên tâm tu giác ngộ giải thoát, thì người đó được gọi là đang gieo trồng công đức. Đó là mặc định của Ngài Huệ Năng trong kinh Pháp Bảo Đàn. Còn Đức Phật Thích Ca trong kinh điển Pali và Đức Phật Thích Ca trong kinh Đại Thừa thì không có phân biệt như thế.